Đi ở bài ba ở thiên ngày hai trăm tám hai hãy nghe phải nhắc lại cách nói đúng bạn trả mình hai triệu nguyên văn là đúng ngài cho tôi hai trăm vạn ở đây phải dùng nín cho lịch sự Tuổi, nín cho tôi hai bái vạn Tuổi. nín Cẩy.

Giao tiếp thông thường còn coi là được. Rất tráng giao liếu khái soạn khứ ý. Thuận theo con đường này. Xuân trở trễ theo lũ. Phất vả. Xin khủ. Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. rong b ú h ơ n nữa còn không chỉ một hai cái，而且还不止一两个。Không có chút ấn tượng nào cả，một chút ấn tượng cũng không có。一点印象也没有。 很少注意到，很少注意到。深色，旗袍，俗乐数量，青数量。这件上衣。

sai không thoải mái. Bù sư phụ Chất liệu vải rất mềm mại. Mẹn lèo rất rấu rõn. Rất rẻ mà. Thỉnh phía ý đợ. Ha ha. Ha ha. Đi trả tiền. Chuy phủ chén Tổng cộng là 1 triệu 700 nghìn nguyên văn là Tổng cộng là 170 vạn Ý cùng sử y vạn Trả bạn tiền Kế nỉ chén 2 triệu nguyên văn là 200 vạn 二百万，两百万。